Chào toàn thể các bác ấy. Hôm nay em lên một số những cái giỏ lan có thể vườn nhà em. Đầu tiên lên các bác là một giỏ tam bảo sắc lá xếp rụt các bác nhá. Bản lá siêu to luôn. Đấy, xếp rụt như này các bác nhá. Đấy. Tam bảo sắc xếp rụt mã số 3. 320.000 đồng các bác nhá. Một giỏ như này. Mã số 3 320.000 đồng. Trông như là lá quế đấy các bạn. Đấy, đẹp chưa? Đấy, mã số 3 320 các bác nhá. Tiếp theo vẫn là tam bảo sắc xếp rụt các bác nhá. Mã số 5 320.000 đồng. Cũng cái dòng lá như thế này các bác nhá. Bản lá siêu to luôn. Cái này các bác mà chăm được thì nó lá nó còn to lửa các bác nhá. Vì cái cây mẹ của nó, bản lá của nó là bản lá 6 sen. Mã số 5 320.000 đồng. Tam bảo sắc xếp rụt. Tiếp theo mời các bác đến một cây này như thế này nữa này. Cây này rất là đẹp này. Mã số 2. Cây này 300.000 đồng các bác nhá. Mã số 2 300.000 đồng. Vâng, bên này là còn một gốc nữa này các bác này. Bên này còn một gốc nữa này. Các bác nào muốn chơi cây này thì cây này trước đó có một cây nữa lên là nó đang lên cây con các bác nhá. 300.000 đồng. 300.000 đồng cho mã số 2 các bác nhá. Tam bảo sắc xếp rụt. Tiếp theo mời các bác đến với giỏ này mã số 4. Mã số 4 này có đang rất nhiều cây con các bác nhá. 1 2 3. Và đây đang đẻ một cây nữa đây. Đang đẻ một cây nữa nhá các bác nhá. Cây này mã số 4 450.000 đồng các bác nhá. Tam bảo sắc xếp rụt các bác nhá. Đấy. Dòng xếp rụt này. Này các bác đọc chơi thân lá đã sướng rồi. Mã số 4 450.000 đồng tam bảo sắc xếp rụt. Đấy, em có một cây này cực đẹp luôn này các bác này. Lá ngắn tún ngắn tùn luôn các bác nhá. Đấy. Bây giờ nó lên cây con này. Đấy. Bây giờ đang có 1 2 2 cây con và một cây con ở dưới này nữa này. Xếp như này các bác này, xếp đứng đừng luôn. Đấy. Đọc cái thân lá của nó xếp như này các bác nhá. Mã số 1 giỏ này 700.000 đồng các bác nhá. Các bác cứ chốt theo cái mã số 1 700.000 đồng. Tam bảo sắc xếp rụt này. Cái này cao khoảng 20 khoảng 30 cm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 cặp lá các bác nhá, 12 cặp lá. Đấy. Một mẹ và bốn con các bác nhá. Đây đang hai con. Một mẹ ba con. Mã số 1 700.000 đồng. Tiếp theo nên các bác một số giỏ đùi gà 5 canh trắng hồng bã trầu các bác nhé. Một mặt hoa thì rất là đáng sưu tầm, các bác nào mà chưa có thì sưu tầm luôn vì mặt hoa nó rất là đẹp. Thân dài này của nó là 20, 40, 50cm. Thân dài này của nó 50cm các bác nhé. Hai thân con này nữa các bác nhé. Đấy. Hai thân con mầm gốc nguyên si các bác nhé. Mã số 6 450.000 đồng. Đùi gà 5 canh trắng hồng bã trầu. Mã số 6 450. Tiếp theo em lên các bác một giỏ vẫn là đùi gà 5 canh trắng hồng bã trầu nhưng nó là dòng lá biên các bác nhá. Lá biên vàng này. Đấy. Lá kẻ đấy. Lá biên mã số B mã số 52 giỏ lấy 300.000 đồng các bác nhá. Mã số 52 300.000 đồng. Đùi gà lá biên vàng. Tiếp theo mời các bác đến một giỏ này thì rất là nhiều thân và mầm gốc rất là nhiều các bác nhá. Giỏ này thì tương lai. Mã số 57 650.000 đồng. Đang có 3 thân này nó sẽ cho hoa này. Và 4 mầm gốc này. 4 mầm gốc các bác nhá. Hàng đã thuần lâu năm rồi.
Mã số 57, 650.000 đồng. Giỏ này em đã làm lụ rồi các bác nhá. Giỏ này là vẫn là bã trầu. Em đang làm lụ rồi. Mã số 14, giỏ này cũng 650.000 đồng. Thân dài của nó là 30 cm các bác nhá. Hai thân dài này 30 cm. Thân này 15 cm đang mầm gốc đây. Mã số 14, 650.000 đồng. Đùi gà 5 cánh trắng họng bã trầu các bác nhá. Tiếp theo nên các bác một số giỏ kèn rừng Lai Châu các bác nhá. Mã số 15 400.000 đồng kèn rừng Lai Châu. Đang có lụ như này các bác nhá. Thân này đang lụ này, lụ đã tím ngắt như này thì hoa thì thôi rồi. Đang có mầm gốc các bác nhá. Mã số 15 400.000 đồng kèn rừng Lai Châu. Tiếp theo mời các bác đến một giỏ kèn rừng nữa nhá. Giỏ này có 5 thân kèn rừng nhá. Thân dài của nó là 20, 40, 60. Cái thân dài nhất này của nó là 70 cm. Thân dài nhất này 70 cm, còn những cái thân ngắn của nó là bao nhiêu cm? Ngắn nhất là bao nhiêu cm? 20. Thân ngắn nhất là 40 cm, tất cả là 5 thân các bác nhá. Mã số 9 kèn rừng Lai Châu 1.200.000 đồng. Mã số 9 kèn rừng Lai Châu. Mặt hoa thì vô cùng đẹp các bác nhá. Mặt hoa em sẽ để trên tiêu đề các bác nhá. Mã số 9 1.200.000 đồng kèn rừng Lai Châu các bác nhá. Các bác nào mà chưa có dòng kèn rừng thì sưu tầm, mặt hoa của nó thì siêu siêu đẹp các bác. Lên Lai Châu mà các bác mà không mua lấy một giỏ kèn mà về làm kỷ niệm thì nó là rất là buồn các bác nhá. Thì nó là đặc sản của Lai Châu. Tiếp theo mời các bác đến với tam bảo sắc tiếp theo này. Mã số 10 150.000 đồng. Dáng hương tam bảo sắc các nhá. Hàng lá xếp này. Và lại có 3 cây rồng theo kiểu 123. Mã số 10 150.000 đồng. Một giỏ tam bảo sắc tiếp theo. Mã số 30 cũng 150.000 đồng. Vẫn là tam bảo sắc các bác nhé. Mã số 30 150.000 đồng. Em lên các bác một giỏ trầm cổ các bác nhé. Trầm cổ. Mã số 19 250.000 đồng. Trầm cổ mã số 19 250.000 đồng. Tiếp theo nên các bác một số giỏ đùi gà tròn Lai Châu. Cũng là một đặc sản của Lai Châu. Thôi thì các bác mà đến Lai Châu mà không mua được cái một giỏ kèn Lai Châu ấy, thì các bác mua lấy một giỏ đùi gà tròn Lai Châu các nhé. Vì đó là một đặc sản của Lai Châu. Một mặt hoa thì nó vô cùng đẹp. Đa dạng các mặt hoa khác nhau. Đấy, mã số 4 200.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu các nhé. Các bác sưu tầm với thứ nhất là kèn này. Kèn xong đùi gà. Đùi gà thì như vừa lấy em giới thiệu là đùi gà 5 cánh trắng họng đỏ đấy. Đó là gọi 5 cánh trắng họng bã trầu. Một mặt hoa thì rất là đáng sưu tầm. Tiếp theo vẫn là đùi gà tròn Lai Châu mã số 62 280.000 đồng. Đây các bác nhá. Toàn là thân hoa đây. Có mấy thân vàng này là thân già các nhá, còn toàn bộ là thân hoa. Mã số 62 280.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu. Mặt hoa thì siêu đẹp. Tiếp theo vẫn là đùi gà tròn mã số 3 350.000 đồng. Giỏ này các bác này. Mầm gốc thì chi chít các bác nhá. Chi chít mầm gốc vào, mã số 3 350.000 đồng. Rất là nhiều mầm gốc luôn. Giỏ này rất là tương lai. Tiếp theo một giỏ đùi gà tròn, giỏ này thì siêu to khổng lồ này. Giỏ này rất nhiều thân hoa các bác nhá. Bác nào muốn làm hoa thì báo em. Đùi gà tròn mã số 8 550.000 đồng. Những cái thân này là những thân sẽ làm được hoa các bác nhá. Làm được hoa. Mã số 8 550.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu. Làm hoa thì đây, tiếp theo. Mã số 7 cũng 450.000 đồng.
Mã số 7 đùi gà tròn Lai Châu 450.000 đồng. Em làm hoa thì nó sẽ lở 100% các bác nhé. Làm thân nào nó cũng lở luôn. Những cái thân nó đủ tuổi nó sẽ lở hết. Đây là chơi hoa, làm hoa nó rất là... Tiếp theo mời các bác đến một đặc sản của Lai Châu nữa, đó là dáng gương vui trồn Lai Châu các nhá. Mã số 13 250.000 đồng. Dáng gương vui trồn. Đấy các bác chơi trồn thì hoặc là nhiều bác chưa biết, khi mà cây trồn này nó ra hoa thì thôi rồi, nó thành một cái rèm hoa buông xuống này rất là đẹp luôn. Đẹp lung linh luôn đấy các bác. Mã số 13 250.000 đồng. Trồn Lai Châu các nhá. Một giỏ trồn Lai Châu tiếp theo, mã số 10 cũng vẫn là 13. Giỏ này là B13 các bác nhá, vì nó hai giỏ nó trùng nhau. B13 300.000 đồng. Trồn Lai Châu B13 300.000 đồng, giỏ này rất đẹp quê này. Tiếp theo vẫn là một giỏ trồn Lai Châu. Mã số bao nhiêu, rách mã số nhỉ? Giỏ này mã số 36 có nhá. Mã số 36 550.000 đồng. Dáng gương nuôi trồn Lai Châu. Hàng đã thuần chắc chắn rồi các nhá. Đây, hàng rừng nó như vậy này các nhá. Mã số 36 550.000 đồng. Trồn Lai Châu. Em liên tiếp các bác một tam bỏ sắc này. Tam bảo sắc mã số 18 200.000 đồng. 200.000 đồng một giỏ tam bảo sắc như này. Mã số 18. Đang có 1 2 3 4 cây các bác nhá. 4 cây như này, mã số 18 200. Lấy các bác một giỏ hạc vĩ Lai Châu này. Mã số 32 220.000 đồng. Hạc vĩ Lai Châu các bác nhá. Mã số 32 220.000 đồng. Tiếp theo mời các bác đến một siêu phẩm nhé các bác nhá. Tam bảo sắc Lai Châu. Tam bảo sắc mã số 11 700.000 đồng. Mã số 11 700.000 đồng, giá hương tam bảo sắc các bác nhá. Siêu đẹp như này. Tiếp theo mời các bác đến một trụ này. Trụ này quá là đẹp các bác ơi. Trụ tam bảo sắc không số các bác nhá, giỏ này 600.000 đồng các bác nhá. Siêu siêu đẹp này các bác này. Cây nào cái đấy là rất là đẹp luôn, 600.000 đồng. Tiếp theo mời các bác đến giỏ quế trắng tháng 8 này các bác này. Đấy, một loài hoa thì nó vô cùng thơm. Nói đến quế thì nó rất là thơm rồi. Mã số 16 220.000 đồng. Mã số 16 220.000 đồng. Quế trắng tháng 8 các bác nhá. Mời các bác đến một combo 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá. Đấy, nói đến Phú Thọ thì mặt hoa thì thôi rồi. Quá đẹp các bác nhá, cánh trắng họng đỏ các bác nhá. Họng rất là đẹp. 250.000 đồng mã số 7 các bác nhá. 5 cánh trắng Phú Thọ. Vâng, và giỏ lan vừa rồi đã kết thúc video nhà ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn.